Quý vị thân mến, ông Dương Văn Minh được lập làm Tổng thống của chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam vào ngày 28 tháng 4 năm 1975 và chỉ tại vị chưa đầy 72 giờ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, tướng Dương Văn Minh đã chấp nhận đầu hàng vô điều kiện và ngay lập tức lên đài phát thanh Sài Gòn đọc tuyên bố chính thức. Từ những lời kể của các nhân chứng có mặt trong Dinh Độc Lập, chúng tôi xin gửi tới quý vị những mẩu chuyện nhỏ thú vị về những nhân vật ở hai chiến tuyến trong thời khắc Bắc Nam sum họp một nhà. Phút cuối của Tổng thống 72 giờ Dương Văn Minh, bộ đội mời Dương Văn Minh ăn cơm trưa, ông đã nói gì? Sinh năm 1916 tại tỉnh Mỹ Tho, ông Dương Văn Minh theo học một trường Pháp nổi tiếng ở Sài Gòn. Đường binh nghiệp của tướng Dương Văn Minh bắt đầu vào những năm 1940, khi đó ông ta là một trong số 50 sĩ quan người Việt Nam được thăng cấp trong hàng ngũ quân đội Pháp. Sau khi Pháp rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1954, ông Dương Văn Minh gia nhập quân đội Sài Gòn và thăng tiến rất nhanh. Lính gọi ông là Minh Lớn bởi ông này có chiều cao quá khổ, 1m83. Ngoài ra còn để phân biệt với một sĩ quan khác cùng tên là tướng Nguyễn Văn Minh hay còn gọi là Minh Nhỏ. Dương Văn Minh đóng vai trò chủ đạo trong vụ đảo chính họ Ngô ngày 1 tháng 11 năm 1963. Vụ đảo chính do Mỹ hậu thuẫn này đã chấm dứt chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm. Hồi đó, tướng Minh giữ vị trí số 2 trong quân đội Sài Gòn. Hai tháng sau, tướng Nguyễn Khánh lật đổ chính quyền quân sự này và giành lại quyền cai trị Nam Việt Nam. Tướng Minh thất thế trong một thời gian ngắn. Năm 1971, tướng Minh tái xuất chính trường và đối đầu với đương kim Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người được Mỹ ủng hộ trong cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống. Cuối cùng, ông Minh đã rút lui sau khi tuyên bố rằng cuộc bầu cử chỉ là trò múa rối. Cũng có thể, ông rút lui vì tự thấy mình sẽ thua. Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống mà không phải cạnh tranh với đối thủ nào. Lên làm Tổng thống khi quân đội Sài Gòn đang liên tục thất bại trên chiến trường, nhận thấy tình hình không thể thay đổi được, ông Dương Văn Minh đã đưa cả gia đình ra nước ngoài, trừ vợ vì bà muốn ở lại. Con trai ông Dương Văn Minh, kỹ sư Dương Minh Đức, có lần được hỏi ý kiến, nhận xét sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 4 và về người cha của mình đã phát biểu rằng: "Tôi rất yêu quý ba tôi. Thứ nhất, ông là vị tướng sống trong sạch, không chấp nhận chuyện tham nhũng. Thứ hai, trong nguyên tắc tìm giải pháp hòa bình cho đất nước Việt Nam, theo ông phải do chính người Việt Nam tự giải quyết. Tôi hiểu quan điểm của ba tôi luôn đặt dân tộc và sinh mệnh của nhân dân trên hết. Chính vì vậy, ông không ngại đứng ra đảm nhận vai trò Tổng thống trong buổi hoàng hôn của chế độ. Ba tôi là một người luôn chủ trương hòa giải, hòa bình dân tộc, và ông đã bác bỏ ý kiến của một số người yêu cầu tử thủ Sài Gòn. Tôi tin rằng đây là quan điểm xuyên suốt trong cuộc đời chính trị của ông. Yêu nước trước hết là phải cứu dân." Bữa cơm chiều ở Dinh Độc Lập. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng Nguyễn Công Trang, sinh năm 1923, quê ở Duy Tiên, Hà Nam, cùng với tướng Hoàng Đan, phó tư lệnh quân đoàn 2 và các đồng đội của mình, sau khi giải phóng Huế, Đà Nẵng đã thẳng tiến về Sài Gòn, tiến về Dinh Độc Lập. Ngay sau khi cờ đỏ sao vàng bay trên Dinh Độc Lập, theo sự phân công của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Thiếu tướng Nguyễn Công Trang đã soạn thảo bản quân lệnh số 1 của quân giải phóng. Ông kể: "Trên đường tiến vào nội đô, quân đoàn nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh là phát triển tiến công thật nhanh vào các mục tiêu, kêu gọi địch đầu hàng, nộp toàn bộ vũ khí, bắt giữ và tập trung các sĩ quan địch từ cấp tá trở lên. Cũng theo tướng Trang, khi tiến vào Dinh Độc Lập, xe tăng 843 do đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy là xe đi đầu binh đoàn thọc sâu. Được nhân dân chỉ đường, xe đã mở hết tốc lực, húc vào cánh cổng bên trái, cổng hẹp, lại có hai trụ sắt vững hai bên nên xe bị mắc kẹt phải lùi. Đi sau là xe tăng 390 do chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Thấy xe 843 bị kẹt, chỉ huy liền cho xe 390 vòng sau xe 843 và húc vào cổng chính, phá tung cánh cửa sắt vào trong sân Dinh Độc Lập. Xe 843 ngay sau đó cũng qua cổng vào trong sân Dinh. Tiếp đó, nhiều xe khác cũng vào đầy sân. Đội trưởng Bùi Quang Thận vì đã biết lệnh của quân đoàn, ai vào trước thì cắm cờ lên Dinh Độc Lập, nên đã xuống xe, cầm cờ giải phóng, chạy lên tầng thượng, giật rơi cờ của chính quyền Sài Gòn và kéo lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vào tới Dinh Độc Lập, chuẩn bị tiếp quản, những người lính mệt phờ vì lửa đạn, nghỉ ngơi. Tiếp đó là bữa cơm chiều. Bữa cơm đó chúng tôi vẫn nấu bằng thực phẩm mang theo xe, nấu ngay tại sân Dinh Độc Lập.
Nấu xong, chúng tôi mời ông Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, và cộng sự thân cận là ông Vũ Văn Mẫu. Tôi còn nói với ông Minh, ăn cơm bữa ni với Cộng sản cho vui, nhưng họ đều từ chối. Được một lát, ông Minh và ông Vũ Văn Mẫu có gặp tôi để xin trở về bên gia đình. Tôi nói các ông cứ ở lại đây, chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ các ông. Tuy nhiên khi đó, ông Dương Văn Minh đã nói, các ông nhân đạo quá. Sau khi ăn xong, các anh em trong đơn vị vẫn tráng miệng bằng nước gạo rang như thường lệ. Chiều ngày 30 tháng 4, khi có người mang tới một lá cờ giải phóng cỡ to, tướng Trang đã cử ngay một người lên thay lá cờ nhỏ mà đồng chí Bùi Quang Thận đã treo ở Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút. 47 năm đã trôi qua, dù tuổi cao trí nhớ giảm sút nhiều, nhưng có lẽ những kỷ niệm, niềm hạnh phúc của ngày 30 tháng 4 sẽ mãi không thể nào quên trong tâm trí vị tướng già này. Trong loạt bài phỏng vấn các nhân vật chủ chốt có mặt trong Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4, báo Tuổi Trẻ Online có đăng tải rất chi tiết sự việc đầu hàng của tướng Dương Văn Minh và cả thời khắc sau khi ông Minh hoàn thành nhiệm vụ lịch sử ở Đài Phát thanh Sài Gòn. Chúng tôi xin trích lược đoạn này như sau. 14 giờ, đoàn xe đưa ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu từ Đài Phát thanh trở về Dinh Độc Lập. Họ được đưa vào một gian phòng lớn gần tiền sảnh có bộ đội vũ trang đứng gác thường trực bên ngoài. Đó cũng là nơi các thành viên nội các, dân biểu, nghị sĩ có mặt ở Dinh Độc Lập sáng 30 tháng 4 phải sống 48 giờ mà không được liên lạc gì với bên ngoài. 15 giờ 45 phút, những tiếng nổ lớn bắt đầu từ phía công viên Tao Đàn, phía sau Dinh Độc Lập, tiếp theo là những tiếng súng đủ loại. Vài giây sau, đạn cối rơi xuống, nổ liên tiếp giữa sân dinh. Đúng lúc tướng Nguyễn Hữu An, tư lệnh quân đoàn 2 quân giải phóng đang đi bách bộ cùng một sĩ quan tác chiến tên là Duyến. Ông Duyến bị mảnh đạn cối găm vào mắt, tư lệnh Nguyễn Hữu An thì không sao. Lực lượng bộ đội bảo vệ dinh báo động, quân địch phản công. Ông Dương Văn Minh và gần 20 người khác được đưa từ gian phòng nói trên xuống một căn hầm bên dưới hội trường lớn. Gần 60 phút trôi qua, mọi người bắt đầu bị ngợp. Dân biểu Nguyễn Văn Binh lần dò ra cửa, đề nghị anh bộ đội cho ra ngoài lấy nước. Ông lượm một cái nón sắt cũ, hứng nước ở vòi nước máy rồi mang vào căn hầm. Cái nón sắt được truyền từ người này sang người khác, mọi người cứ bưng nón sắt mà uống, ông Minh cũng vậy. Rồi tiếng súng tự nhiên im bặt. Hóa ra là quân ta đánh quân mình, một đơn vị quân giải phóng từ hướng Nam về không có ám hiệu đúng, thế là... Mọi người được đưa trở về căn phòng cũ và trải qua hai ngày đêm đáng nhớ ở đó. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh cũng bị giam lỏng như thế. Ông không có hành động và thái độ nào để chứng tỏ ta đây là người của cách mạng. Sự quản thúc chỉ được chấm dứt vào chiều tối ngày 2 tháng 5. Ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Binh, v.v. được trả tự do. Quyết định trả tự do của Ủy ban Quân quản được thông báo tại buổi lễ trang trọng và thân mật tại Hội trường Dinh Độc Lập vào tối ngày 2 tháng 5. Tại buổi lễ này, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định Cao Đăng Chiếm đã phát biểu với một chất giọng miền Nam trầm ấm. Nhân dân Việt Nam chúng ta đã trải qua cuộc đấu tranh anh dũng và khốc liệt, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh để giành thắng lợi vĩ đại và vô cùng to lớn từ xưa đến nay. Thi hành chính sách của chính phủ cách mạng lâm thời, chính phủ mong rằng trong tình hình mới, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng lại tổ quốc của chúng ta, làm cho nhân dân chúng ta giàu mạnh, tổ quốc của chúng ta hùng cường. Do đó, chúng tôi mong rằng mỗi người Việt Nam chúng ta đều tùy theo khả năng của mình góp công sức vào việc xây dựng tổ quốc của chúng ta. Bữa nay, thi hành lệnh của cấp trên, các anh được tự do về với gia đình. Chúng tôi sẽ tổ chức đưa các anh về đến nơi đến chốn. Đáp lại, ông Dương Văn Minh nói ngắn gọn thế này. Ngày hôm nay, đại diện cho các anh có mặt tại đây, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của chính phủ cách mạng trong công cuộc vãn hồi hòa bình cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em có mặt tại đây, cũng như các tầng lớp đồng bào, sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Riêng cá nhân tôi, hôm nay tôi rất hân hoan khi được 60 tuổi trở thành một công dân của một nước Việt Nam độc lập. Mọi người được về với gia đình ngay sau buổi lễ đó, chiếc xe Ford màu xanh dương đưa ông Minh ra khỏi Dinh Độc Lập lúc 22 giờ. Khi xe chuyển bánh, vị Tổng thống 48 giờ đã nói: "Thôi, dã từ quá khứ chết chóc, vĩnh viễn hòa nhập vào đời sống hòa bình." Hồi ký của tướng Trần Văn Đôn đã ca ngợi lựa chọn của ông Dương Văn Minh ngày 30 tháng 4 và viết là: "Nhờ lời kêu gọi buông súng vào giờ phút căng thẳng hiểm nguy, dễ đổ nát nhất,
mà ông Minh đã đóng góp thiết thực vào công cuộc kiến tạo không khí bình an trong tình thế lửa nước sôi nóng đó. Tránh thảm trạng máu đổ và bao cảnh bi thương không lường được nếu ông quyết định tử thủ Sài Gòn. Dẫu cho nhiều người muốn ông xử sự khác đi, song trước sau, ông vẫn đưa ra tấm lòng của ông một cách thẳng thắn rằng phải như vậy để tránh đổ máu. Theo cựu dân biểu Dương Văn Ba, một người thân cận từng ở nhờ thời gian khá dài trong tư gia của tướng Dương Văn Minh ở số 3 đường Trần Quý Cáp, cả trước và sau ngày 30 tháng 4, thì ông Minh là loại người trầm lắng, suy tư, dù gốc của ông là một quân nhân. Triết lý của ông là triết lý trầm lắng của Phật giáo. Ông không đua chen, không sân si. Ông thuộc vào loại thấy đủ, biết đủ, thấy nhàn, biết nhàn. Đó là một loại triết lý pha lẫn giữa Phật giáo và lão giáo. Ông sống khá bình dị, hòa mình với mọi người. Đa số bạn bè, bà con đều thương ông. Quý vị thân mến, vài năm sau năm 1975, ông Dương Văn Minh được phép di cư sang Pháp vào năm 1983. Sau đó, ông chuyển sang California sống với con gái. Tướng Minh có 3 con, 1 gái, 2 trai và vài cháu nhỏ. Ông Dương Văn Minh đã qua đời vào tối ngày 6 tháng 8 năm 2001 tại bệnh viện ở bang California, Mỹ, ở tuổi 86 sau nhiều năm bị bệnh phải ngồi xe lăn.